Hiện đang trong mùa cao điểm du lịch hè, nắm bắt cơ hội này, các doanh nghiệp lữ hành tại Lào Cai đã chủ động lên kế hoạch xây dựng các tour tuyến nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu tăng cao của khách. Sau khi tham khảo nhiều địa điểm, gia đình chị Nguyễn Thị Quý đến từ Hà Nội quyết định đặt tour Hà Khẩu Trung Quốc. Theo chị Quý, thời điểm này đi du lịch Hà Khẩu khá hợp lý. Điều quan trọng là đoàn có thể đi tiếp khu du lịch Sapa trong thời gian còn lại của lịch trình đến Lào Cai. Đi theo cái tuyến Hà Khẩu thì mình thời gian nó sẽ không khoảng cách nó không quá xa, thời gian thì 2 ngày 3 đêm hoặc là 3 ngày 3 đêm thì nó cũng hợp lý. Thứ nhất là về chi phí, thứ hai là về cảnh thì cũng rất là đẹp. Mùa cao điểm du lịch hè năm nay, nhiều đơn vị lữ hành tại Lào Cai đã tăng trưởng mạnh về lượng khách. Như tại đơn vị này, chuyên các tour từ Trung Quốc đi Quảng Ninh, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và chiều ngược lại đang tăng mạnh. Chưa hết tháng 6, nhưng đơn vị đã hoàn thành 70% kế hoạch kinh doanh, hiện đang tính toán thêm một số tour tuyến mới để khai thác. Công ty của chúng tôi cảm nhận thấy và thị trường là từ giữa khoảng tầm là từ tháng 3 đến thời điểm hiện tại thì là khách của chúng tôi là tăng lên khoảng 10 lần so với cùng kỳ 2022. Như năm 2022 thì khách là các cơ quan và các hộ gia đình thì là đi trong nước thì rất là nhiều. Nhưng tuy nhiên thì năm nay là quốc tế mở cửa trở lại thì là xu hướng chung của người dân Lào Cai đến với công ty chúng tôi là tìm đến tour đi nước ngoài. Sau đại dịch, xu hướng du lịch của du khách có sự dịch chuyển. Khách không chỉ chọn các tour du lịch di sản mà còn ưa chuộng lồng ghép nhiều địa điểm, kết hợp tham quan di sản và du lịch sinh thái. Đáp ứng nhu cầu của khách, ngành du lịch, các đơn vị đã xây dựng nhiều tour mới kết hợp gắn với chương trình giảm giá kích cầu. Và khách lượng khách đến rất là đông. Đến hiện tại thì chúng tôi đang tiếp nhận được rất nhiều khách có mong muốn sử dụng đi tour hoặc là đến đặt phòng tại Sapa trong thời gian sắp tới. Về chất lượng và dịch vụ của các sản phẩm thì chúng tôi vẫn luôn cố gắng tìm kiếm cho khách những sản phẩm tốt nhất để phục vụ cho du khách. Đồng hành cùng với thị xã trong cái chương trình lễ hội mùa hè thì các cái doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ hiện tại bây giờ thì cũng đã đưa ra những cái chương trình kích cầu giảm giá. Mặc dù là khách rất là đông nhưng mọi người vẫn kích cầu giảm giá từ 10 cho đến 30%. Có hiện tại bây giờ vừa rồi thì đã có trên 70 cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ thì đã đi theo cái hoạt động đó, đã tự nguyện đăng ký để tham gia cái chuỗi chương trình sự kiện này. 5 tháng đầu năm, doanh thu du lịch lữ hành toàn tỉnh đạt trên 85 tỷ đồng, tăng gấp 5,6 lần so với cùng kỳ. Với sự trở lại đông của du khách, giai đoạn này, ngành du lịch nói chung, du lịch lữ hành nói riêng đang tăng trưởng mạnh mẽ cả về lượng khách và doanh thu.